Mến chào quý cô bác anh chị. Nhân dịp cuối năm, em Nhân Chứng có mang một vài món quà cho các anh em tài xế, người đã từng đồng hành suốt một chặng thời gian dài cùng với anh Nhật để thực hiện hàng trăm chuyến xe nghĩa tình miễn phí không đồng cho những người bệnh, và đồng thời đã thực hiện mai táng cho hàng trăm người mất nhưng mà không có điều kiện mua quan tài, cũng như là tổ chức các cái nghi thức về an táng. Hôm nay mấy anh em có dịp ngồi với nhau tâm sự trong một hành trình dài thiện nguyện và những câu chuyện tâm linh huyền bí trong quá trình giúp đỡ cho những người khó khăn. Buổi tối ngày hôm nay á, thì Nhân có nhờ anh Nhật á, là hẹn mấy anh em tài xế để gom lại nhận một cái lọc nho nhỏ của Quý Mạnh Thường Quân. Để cho các anh em có một cái Tết có thể sắm sửa gì đó cho mình, cái áo mới chẳng hạn, thì rất là vui. Và để mà gom được các anh em lại á thì cực kỳ khó, đúng không anh Nhật? Dạ đúng rồi, phải có mấy anh em đi tour rồi mấy anh em đi làm đám ở dưới miền Tây á. Thậm chí là hồi chiều này á, khi mà Nhân đồng hành cùng với anh Nhật để quay về một cái đám tang cho người nghèo á, thì phải tách ra làm hai. Tức là bên anh Nhật là một nhóm nè, rồi các anh em khác là đi một nhóm nữa. Mình chia ra để sắp xếp rồi còn tranh thủ chạy về lo cái vấn đề trả nợ cho Triệu nữa. Nên anh phải sắp xếp công việc như thế nào, anh sắp xếp thời gian làm sao cho nó hợp lý để anh đi. Bởi vì hai đám cùng một lúc cho nên phải tách anh em ra, cho nên giờ gom được có 4 anh em mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đội là khoảng bao nhiêu người là anh Nhật? Nếu một đội bây giờ ở dưới miền Tây là 12 người, với Triệu nữa là 13, với 6 anh em nữa là 19 người. Em nhập vô nữa là 20 người. Là một đội khoảng 20 người, làm từ Nam ra Bắc luôn. Bây giờ thì cũng ngày Tết tới rồi, mình tâm sự những cái chuyện gì đó cho nó vui thôi. Thì đây là anh tên gì anh? Anh Du. Anh Du. Dạ. Anh Du, còn anh? Tình Bảo. Anh Bảo, còn đây là anh Triệu, là lính mới, là biết rồi. Còn lính triều đình. Dạ, lính triều đình. Anh Hải. Dạ, hỏi anh Du trước đi ha. Anh Du là theo anh Nhật bao lâu rồi? Dạ, nhưng là tầm bao lâu anh? Một tuần là. Một tuần. À, vậy còn cũng mới vào. Phải, cũng phải cho tập sự này nọ. Dạ. Hồi sáng hình như có anh cũng có đi đúng không ta? Dạ đúng. Phải không? Dạ. À, sáng là anh Triệu là kỹ lắm, mới làm nhưng mà đeo bao tay cho mình, đem bao tay. Còn hình như là anh chạy ra ngoài anh lấy bao tay, nhưng là anh không có bao tay gì đó. Dạ có bao tay. Vậy hả? Dạ, nhưng mà quên lấy. Rồi lúc đó thấy cái xác dám đụng vô không? Sợ, thật sự nói rất là sợ. Sợ. Dạ. Rồi anh là hiện đang làm cái công việc chính gì hay không, hay là theo anh Nhật là làm chính vậy luôn? Dạ thật sự thì lúc đó đang lái xe thì coi trên clip, thấy Nhật coi clip của anh làm chính á. Dạ. Dạ thì thật sự là coi cái lúc đó là lúc mà mới vừa đặt chân lên Bình Dương á, là đã muốn đi theo Nhật rồi. À. Nhưng mà nhiều khi cái tâm lý của mình á là không có được thuận lợi á, tâm lý của mình bị yếu á, với lại nhiều khi mình cũng hay quên trước quên sau á. À. Thật sự mà nói. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì cũng muốn đi theo Nhật lúc đó. Dạ, thấy cái hành trình của anh Nhật á là thích đi theo rồi. Ngộ ha, làm miễn phí à, không có tiền mà ai cũng theo á vậy anh Nhật. Thật sự là không biết, không biết ở trong đây như thế nào, thật sự luôn, chỉ coi clip là muốn đi theo thôi. Dạ. Thật sự không biết trong đây cách thức làm như thế nào, thật sự. Nhưng mà thấy người nghèo mà được giúp thì mình vui. Dạ, đó là đương nhiên rồi, tại lúc đầu đó muốn đi theo anh Nhật là đã là chuyến xe không đồng rồi. Dạ. Còn anh Bảo hả? Dạ, anh Bảo là theo anh Nhật lâu chưa? Nếu mà nói lâu thì cũng lâu, mà mới thì cũng không mới. Nói chung là biết Nhật lâu lắm rồi. Dạ. Nhưng mà nắm tài á thì cũng được tháng nay. Tháng nay. À. Thì này thấy có áo đồng phục luôn. Này là lính lâu hơn bên đây. Dạ. Thì đi chung mà đi xa mà, thì tôi chở giúp người đi xa mà không thấy, ít thấy thôi. Chứ thật đúng mà đúng lính cờ lính cũ của anh Nhật á. Thì nghe hôm nay anh Nhật kêu qua bên đây, muốn qua đây chứ đâu có biết vụ này đâu. Dạ, thì ha.
Thì trong suốt cái thời gian mà làm với anh Nhật á, thì cái kỷ niệm nào mà làm cho anh nhớ nhất trong lúc đó anh? Nhưng mà trong kỷ niệm thì cũng mới nói đây, nói với Nhật nghe thôi. Làm suốt thời gian, quá trình thời gian này thì có mới cái đợt mà chở một cái xác chết đi về Thanh Hóa. Yeah. Thì tới Quy Nhơn Bình Định á, là cái đường đó, đường quốc lộ rồi đi băng qua kênh, là cái cầu đó là tới rồi đi về luôn. Sau tới đó là quay vòng tròn vô cái dẫn vô biển Quy Nhơn, xong cái dẫn ngược trở ra quốc lộ lại, mà không tới đó không để trái mà đâm qua thẳng đường đi về Gia Lai luôn. Có thấy kỳ kỳ thôi, nói hồi xuống như cầm ba nhang đốt mà thôi, giờ anh ấy giờ giúp anh hết đường rồi, chở anh ra quải rồi, giờ thôi thì anh biết là anh đùa, bây giờ em đốt ba cây nhang cho anh về Sài Gòn khác. Thì đốt ba cây nhang lúc đó, cái màn hình điện thoại là nó có cái app để bên cái Google app á, để dẫn mình về. Lúc đó nó mới đứng lại, nó chỉ đường quốc lộ A cho mình về. Thôi không, lúc tới lúc nó quay tròn quay hoài vậy đó. À, đốt ba nhà nó mới đứng là nó chẳng cho đi dẫn gì vậy. Chỉ có qua một cái đèo thôi á, Quy Nhơn có cái đèo nhỏ đó, vừa chúng nó qua đèo mà cũng không dẫn qua đèo, gì dẫn vô trong biển rồi nó dẫn xuống dưới kia đường đi Gia Lai. À, thì đó kỷ niệm đó là nhớ đó là lúc đó đó. Hình như anh Nhật có kể cái câu chuyện này rồi, anh mà bị dắt vòng vòng không có ra khỏi được có đúng không? Khỏi có, đó là em Tường. Cái này khác nữa. Khác nữa. Cái đó là em Tường lúc đó. Trước đó là em Tường đã chở xác một ca bị tai nạn ở dưới Định Quán Đồng Nai và cái xác Sóc Trăng. Thì sau cái lần đó thì đợt sau là cũng chở một ca đi về Gia Lai, mà vẫn 48 tiếng đồng hồ chưa ra khỏi cái tỉnh Gia Lai. Cũng giống giống như bên đây vậy đó. Đi hoài không ra được. Đi hoài không ra được. Thì lúc đó là 1 giờ mấy, 2 giờ sáng rồi. Thì mình đã biết rõ là ai dẫn rồi. Thì mình mới kêu em Tường là: Tường ơi, em đưa điện thoại ra phía sau, mở loa lớn lên giùm anh. Chỉ nói một câu một: Thắng, bớt giỡn mặt lại, mày cẩn thận về chết mẹ mày với tao. Chỉ nói một câu đó thôi. Là lúc đó là hai cái chân của em Tường lạnh ngắt luôn. Rồi xong đi về tới Sài Gòn luôn. Thì về tới Sài Gòn xử lý theo cái vấn đề của mình. Mình cũng phải đơn giản. Người dương đôi khi những con ngựa nó trứng thì mình phải dạy. Và kể cả người âm cũng dạy, mình vẫn phải biết cách mình dạy. Dạy làm sao để cho thuần theo mình. Thứ nhất là đi hộ, coi như là giúp cho bà con nghèo, rồi coi như bảo vệ cái xe, bảo vệ anh em tài xế đi tới nơi về tới chỗ. Ngoài cái vấn đề đó, còn thứ gì cảm thấy có chuyện gì nó sẽ xảy ra không an toàn thì cảnh báo cho anh em ngừng xe, nghỉ xe, coi như làm một cái gì đó để cho anh em biết, anh em ngưng không làm. Thì lúc đó mình làm sao, mình làm như thế nào thì mình coi như mình vừa thuần người dương và vừa thuần luôn người âm. Thì em vẫn luôn tin đó là làm cái công việc này để làm được như anh Nhật á thì phải là một cái người có một cái căn rất là đặc biệt. Thì mình cũng không có nói sâu xa, nhưng mà anh Nhật là một trong những người có một cái gọi nam ra là một cái căn, một cái khả năng tâm linh gì đó rất là đặc biệt, thì mình mới bảo vệ, mới làm cái công việc này được và hướng dẫn cho các anh em làm bình an được. Thì anh bảo là làm cái công việc này, cái kỷ niệm anh nhớ nhất đó chính là một cái kỷ niệm tâm linh. Dạ. Yeah. Yeah. Cái kỷ niệm tâm linh. Đúng rồi. Có lần nào mà làm cho anh thực sự anh sợ không? Anh thấy anh sợ không? Sợ thì anh không sợ, thì cái tâm linh này đã chảy qua rồi thì anh không sợ. Dạ. Yeah. Có thể anh còn nói chuyện nữa mà. Nằm ngủ trên xe vậy đó, là có người nói chuyện trong lỗ tai á, thì vẫn trả lời. Lúc nằm ngủ vẫn trả lời bình thường. Anh tâm niệm cái điều gì lớn nhất khi mà anh làm cái công việc này? Nếu mà cũng giống như anh em chia sẻ vậy á, những chuyến xe không đồng này mình đã làm đi, một ví dụ mình chở người ta ra một cái ca đó, ta làm hoàn chỉnh, đưa người ta về tới chỗ, gia đình cảm ơn mình, thì đã
trọn vẹn cái cuộc đưa người ta ra tới quê rồi. Rồi lúc mình quay về mình thấy tâm mình nhẹ nhàng lên, như một cái mình đọc một cái như cái kinh Phật vậy đó. Mình thấy nặng người quá, mình đọc một cái kinh Phật tự nhiên thấy nhẹ, nhưng cũng như mình giúp người ta vậy thôi. Thì cứ làm bằng cái tâm của mình thì mình thấy mọi điều nó tươi đẹp thôi. Đúng rồi. Dạ. Anh đã từng chạy ra đến Quy Nhơn Bình Định luôn. Như cái ca khi nãy anh nói đó. Quá. Thanh Hóa. Dạ. À, Thanh Hóa. Tới đi Vĩnh Phúc nữa cho đầu tới Thanh Hóa. À dạ. Dạ. À, còn anh Triệu thì là lính mới vào. Anh Triệu là nhân vật trong cái video, những video lần trước Nhân với anh Phong cũng chia sẻ. Đó là vướng một cái số nợ 15 triệu. Sau đó thì tự xin quan tài cho mình. Tự gọi cho anh Nhật xin quan tài cho mình. À, để mà muốn kết liễu cuộc đời mình, bởi vì trả nợ không nổi. Nhưng mà sau khi được anh Nhật khuyên và được Mạnh Thường Quân hỗ trợ qua cái cơn khó khăn, thì bây giờ đã đồng hành cùng với anh Nhật. À, anh có cái dự định gì trong tương lai khi mà theo anh Nhật làm nghề này không? À, dự định thì bây giờ tôi tính, nhưng mà quyết tâm theo anh Nhật. Quyết tâm theo theo anh Nhật để làm một cái việc này, nhất là để làm việc thiện, cũng như là để cứu giúp những bà con nghèo, giúp những bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Để thấy là khi mà cận kề với cái chết rồi, đã mất rồi mà không có hòm chôn nữa thì nó kinh khủng tới cỡ nào, đúng không? Dạ, để mà mình nhìn lại cái chuyện của mình thấy nó nhẹ nhàng hơn này kia nữa. Bởi vì xã hội ngoài kia cũng còn rất nhiều người khổ cần mình giúp, trong khi mình trai tráng khỏe mạnh vậy mà mình lại nghĩ đến chuyện xin quan tài cho mình, đúng không anh? Dạ. À, còn anh Hải anh Hải, như anh Nhật nói là lính triều đình. Anh Hải là lần trước á, khi mà em có một dịp cà phê với anh á, thì biết là anh cũng theo cái nghề lái xe là đã lâu rồi, chứ không phải là mới theo anh Nhật thì mới bắt đầu, đúng không anh? Thì nói chung cái cơ duyên mà để gặp anh Nhật á, thì từ khi mà mình biết về cái chuyến xe không đồng này á, nó hoạt động á, là mình đã theo kênh này là của anh Nhật là 3 năm. Đó. Thì lúc đó mình cũng đang còn chạy xe á, bên mảng kinh doanh. Cái lúc mà mình không làm nữa thì mình có nghĩ á, là cái công việc của mình á, là nghề chính mình là lái xe á, còn cái nghề tay trái mình là nghề mai táng. Thì hồi trước đây cơ duyên mai táng là mình có ông cậu ở Hồng Ngự, mình theo ông cậu học về cái mai táng tẩm liệm rồi hốc cốt, rồi một thời gian cuộc sống của mình nó không được ổn định, thì mình nghĩ bây giờ giúp thì cái tâm của mình cũng giúp, nhưng mà trước khi mà mình giúp thì mình cái cuộc sống của mình nó ổn định một chút mình mới giúp được do những hoàn cảnh khác, chứ mình khổ mà mình giúp thì mình không có được cái cuộc sống, cái mình mới bỏ một thời gian đến lúc mà mình cuộc sống mình nó ổn định lại được một chút thì mình mới đi về theo anh Nhật. Nhưng mà cách mình để mình gặp anh Nhật á, là người đầu tiên mà để mình cảm ơn á, là nhân chứng. Yeah. Là tại vì thay vì mà mình điện trực tiếp cho anh Nhật á, thì cái đó là cái chuyện nó quá đơn giản, nhưng mình muốn biết là mình có duyên để đi theo làm về cái việc thiện nguyện này hay không, thì mình kết nối qua một cái bình luận của nhân chứng, là có nhắn cho nhân chứng là một cái tin là nếu đủ cơ duyên á, thì nhờ nhân chứng giới thiệu với anh Nhật mình sẽ gặp Nhật, đi theo Nhật. Thì khi mà mình nhắn cái tin đó xong, 2 ngày sau là ngay cái ngày mình chuẩn bị đồ hành lý mình về quê, chuẩn về quê là qua Tết mình mới lên. Thì mình chuẩn bị xong xuôi hết đó, chuẩn bị lên xe Honda về thôi. 9 giờ mấy anh Nhật đánh điện, mình giờ mấy số điện thoại, số của ai mà gì một năm trong đây nữa, cái nghe thử thì mới biết là anh Nhật. Hỏi mình biết là anh em hẹn nhau là gặp để trao đổi cầm theo hồ sơ. À, thì lúc mà gặp Nhật thì có trình bày cái sự việc là mình có nhờ qua một cái bình luận của nhân chứng để kết nối. Khi xong xuôi rồi bắt đầu bật tay vào việc với Nhật thì mình làm cho tới ngày hôm nay. Dạ, cũng là một cái duyên đặc biệt ha. Chứ lúc đó anh cũng muốn thử coi, anh bình luận thử coi có đủ duyên hay không. Không. Dạ.
cái của mình, cái bình luận của mình á thì nó khác người ta. Thay vì nếu mà mình điện thoại mình trực tiếp mà mình xin làm việc á thì cái chuyện đó thì nó rất là dễ. Mình xin được trả lời được hay không thì nó dễ giải quyết lắm. Còn mình á thì mình muốn mình thử coi mình có đủ duyên để theo những người anh Nhật hay không. Nếu đủ duyên là anh Nhật anh sẽ gọi cho mình. Yeah. Đó, chứ mình cũng được, mình theo dõi clip thường xuyên á thì mình cũng biết muốn theo anh Nhật. Thứ nhất phải đòi hỏi cái duyên, rồi khi mà bắt tay vào việc thì anh em phải cần cái tâm. Tại vì khi mình có cái tâm mình làm thì mình không sợ bất cứ một cái điều gì trở ngại. Tại vì cái công việc mình làm á là mình giúp người chứ không phải là mình hại người. Nên còn nói về cái vấn đề tâm linh sợ hãi thì nói chung người bình thường bất cứ ai cũng đều phải sợ hãi vấn đề đó. Mình cũng có khuyên trao đổi với anh em trong lái xe và bên đạo trì, mình cứ lấy cái tâm của mình ra mình làm. Cũng chẳng hạn như là em là Du mới vô sau này, mình có khi nói mình biết là nó sợ về vấn đề tâm linh. Nói thì em cứ nghĩ cái người mà mình nằm đó đó là người thân của mình đi, thì mình không còn cái gì mà sợ, gọi là cái sự sợ hãi. Khi mình đừng có nghĩ là người đó là cái gì, cái xác cái gì. Mình nghĩ người thân mình là mình làm được hết, không có sợ gì hết. Tại mình giúp người mà, chứ đâu phải là mình hại người đâu mà mình có sợ. Thì những cái gì mà mình đã trải qua mình cũng chia sẻ lại với anh em. Còn cái cách nhìn nhận của anh em như thế nào thì tự anh em biết. Mỗi một anh em tài xế tới với anh Nhật là đều một cái duyên rất là đặc biệt ha. Ví dụ như anh này coi clip nè, còn anh này thì vì cái món nợ tự xin quan tài rồi cuối cùng cũng về với anh Nhật. Nhưng anh Bảo, anh Du và còn thêm mười mấy anh em khác nữa, nhưng mà hôm nay thì không có duyên để mà gặp, bởi vì mấy anh em thì đi tỉnh hết rồi. Thì thôi bây giờ em trao gửi cái số tiền lì xì của Mạnh Thường Quân để lấy cái lọc cho mấy anh em. Thì có nhóm Mạnh Thường Quân ở ở Đức gửi cái ở đây là tại vì mùa dịch cũng khó khăn cho nên chỉ gửi được 11 bao thôi. Thì anh Nhật có thể phân chia ra cho các anh em cho như thế nào đó thì tùy. Để có được một cái tiệc nho nhỏ cho mấy anh em chẳng hạn. Thì đây là 11 bao nè anh. Anh có thể trước tiên thì gửi cho mấy anh em ở đây trước lấy lọc luôn cái đi cũng được. Đó. Dạ. Với em cũng nhờ anh Nhật cái này á, là gửi cái này 11 bao này á, là của chú Tấm Sang. Dạ. Nhưng mà em không có gặp được chú rồi, chú chắc cũng đi suốt à. Anh Nhật thì sẽ gặp dễ hơn em. Thôi thì em cũng gửi thêm 11 bao nữa. Đây cũng là 11 cái lọc. 11 bao cho cho anh Tấm Sang. Dạ, cho chú Tấm Sang đó. Dạ. Đúng. Dạ. À, rồi. Còn bây giờ thì trao luôn cái số tiền ủng hộ của quý Mạnh Thường Quân dành cho cái hoạt động chuyến xe nghĩa tình mai táng miễn phí. Em xin đọc danh sách ha. Đợt này nhiều quá giờ không nhớ đợt thứ mấy nữa, như đợt thứ 8 rồi thì phải. Chị Huỳnh Thị Anh ở Úc 3 triệu đồng, bạn Minh Phương ở Mỹ 100 đô Mỹ, Quang Trân 100 đô Mỹ, bà Thế Lạc 100 đô Mỹ, gia đình anh Tri 500 nghìn đồng, Nguyễn Văn Tú 200 nghìn, Trang Trương 1 triệu, Trần Thị Hạnh 500 nghìn, Mạnh Thường Quân giấu tên 200 nghìn, Nho Nguyễn 500 nghìn, Cô Ti ở chợ Đà Lạt 1 triệu, Kim Thúy Đồng Tháp 1 triệu, Mạnh Thường Quân giấu tên 500, Hoàng Thiện 200 nghìn, Đinh Tuyết Mỹ, Đinh Quang Chiêu, Đinh Tuyết Phượng, Đinh Tuyết Nga, gia đình gửi 150 đô Mỹ, vợ chồng Quang Yến 100 đô Mỹ, cô Hạnh Nguyễn ở Mỹ 2 triệu, Julie Châu Lê 100 đô Mỹ, Tony Trương Loan Anh Hà ở Úc gửi 300 đô Úc để mua vật dụng cho người mất, anh Hiếu ở Canada 3 triệu 576 nghìn, chị Diệu Minh Từ ở Cần Thơ 1 triệu, Phong 100 nghìn, Nguyễn Đăng Khanh 200 nghìn này là gửi cho thầy giáo Vân. Thầy giáo Vân mà anh Nhật đã đám tang á, thì không biết đó là cái ca đó là có chị của thầy là đã mình đã làm chưa? Chưa thấy báo. Thôi thì em không có điều kiện để em đi xa quá thì nhờ anh Nhật luôn nha. Thì trong cái danh sách này em sẽ gửi cho anh Nhật. Có Nguyễn Đăng Khanh gửi 200 ngàn cho gia đình của thầy giáo Vân. Thì chị Phương 100 đô Mỹ và chị Trần Hạnh 100 đô Mỹ nữa. Tổng số tiền Việt là 15 triệu 476 nghìn, tiền đô là 850 đô Mỹ và 300 đô Úc. Đây Trân Quý trao cho anh.
Thì đại diện chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay giúp cho chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm ngày thêm một vững mạnh hơn để có đủ điều kiện giúp cho bà con nghèo được nhiều hơn. Bà con nghèo gần xa, dù ở nơi đâu bà con nghèo cần tới Nhật Tâm thì Nhật Tâm sẽ có mặt. Nhưng có thêm một điều này nữa, thầy và cũng chưa muốn chia sẻ luôn, là cái nhà hoàng hiện tại bây giờ là đã xây được cái bờ hàng rào của bà tường, tại vì 1.000 mét vuông nó rất là rộng nên đã xây, mới xây được cái hàng rào xong xuôi hết rồi thì sẽ bắt đầu tiến hành ở trong. Thì toàn bộ chi phí để mà xây dựng cái tích thiện đường Nhật Tâm á là do là gia đình của chị Loan Anh Đạt ở Úc bên báo Nhật Báo, Nhật Báo Chu Dương tài trợ toàn bộ. Thì cũng đại diện chuyến xe nghĩa tình và mã thắng thực hiện Nhật Tâm xin chân thành cảm ơn gia đình chị Loan Anh Đạt rất là nhiều. Và cái đó là cũng là cái cụm đầu tiên để phục vụ bà con nghèo từ Châu Thành về tới Cà Mau. Và ở dưới đó sẽ có một đội được đạo tì 12 người phục vụ bà con luôn. Thì nếu bà con nghèo ở các tỉnh cần hòm lo mai táng thì cứ gọi Nhật Tâm, Nhật Tâm sẽ hỗ trợ vấn đề đó, vấn đề hòm rương qua. Còn bà con ở Sóc Trăng cần thì cứ liên hệ thì Nhật Tâm sẽ có cái đó là cái cụm đầu tiên hoạt động ở tỉnh miền Tây. Và cái cụm thứ hai là tích thiện đường 2 sắp tới sẽ kiếm và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho bà con nghèo ở nhà trọ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và bà con ở Bình Dương lẫn Đồng Nai và xuống tới Châu Thành Tiền Giang. Coi như mình chia ra làm hai cụm, một cụm từ Châu Thành, một nửa Châu Thành Tiền Giang đổ về tới Cà Mau và một nửa Châu Thành Tiền Giang đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Mình chia ra làm hai cụm để phục vụ cho bà con được tốt hơn. Và hy vọng là trong tương lai thì giúp được cho nhiều người nghèo nữa. Nhưng mà cái số lượng ca ít lại thì nó vui hơn. Dạ. Đừng có quá nhiều người mất trong hoàn cảnh khó khăn, rất là buồn. Thì trong năm sắp tới rồi thì em cũng kính chúc tất cả anh em tài xế với lại anh Nhật có nhiều sức khỏe, mình có sức khỏe trước ha, rồi mình có thể giúp được cho nhiều bà con nghèo hơn. Rồi xin chúc mừng năm mới, chúc em với nhân chứng với Phong Bụi là được nhiều sức khỏe và đồng hành cùng với anh Nhật để giúp đỡ cho những người nghèo. Anh Nhật hay đùa lắm, mỗi lần mà tới thì anh Nhật hỏi là hôm nay tới hỗ trợ cho nhóm anh được mấy tỷ. Trang mới nói là phải mà mấy tỷ á là không có thấy mặt em nữa đâu, trốn luôn rồi. Mấy tỷ là trốn luôn. Có gì anh cho anh em đưa tiền qua cho em cũng được, không sao đâu. Tại tiền ở nhà anh cũng có bọc nhiều. Luôn hả? Bao luôn. Bao 5 ký á. Nhật về bao luôn. Tiền đốt không à. Rồi thôi chúc mừng năm mới mấy anh em nha. Dạ, anh Nhật dạ. Hay là ai đại diện anh em nào đó có thể chúc mừng năm mới quý mạnh thường quân luôn đi. Dạ. Thì dạ. Em đại diện chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm cũng xin chúc quý anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gần xa được dồi dào sức khỏe, công việc được thuận lợi hơn năm trước, rồi coi như là đồng hành cùng với nhân chứng và Phong Bụi và bên chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện Nhật Tâm để có giúp cho bà con được nhiều hơn và công việc của quý mạnh thường quân được ổn định hơn, như dịch Covid thấy cũng thê thảm quá. Yeah. Rồi thôi chúc mừng năm mới. Yeah. Yeah. Rồi cảm ơn mấy anh em nha. Yeah. Yeah.